À, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của người Việt Channel đang theo dõi chương trình với nhà báo Mai Loan và hôm nay là tối thứ sáu ngày 10 tháng 6 năm 2022. À, xin chào anh Mai Loan. Xin uh, kính chào anh Hoàng Bách và toàn thể quý khán tiếng giả của người Việt Channel uh, từ thành phố Huế Sinh, chúng tôi Mai Loan Nguyễn anh Tuấn rất uh, hân hạnh trở lại uh, làn sóng này uh, thưa chuyện cùng với anh Bách sau một cái thời gian vắng bóng cũng khá lâu. Uh, và cũng tình cờ có những cái diễn biến um, uh, sôi động uh, uh, nhất vừa mới xảy ra đó là cái cuộc uh, uh, phiên điều trần chính thức trước công chúng của cái ban điều tra uh, hạ viện về cái biến cố mà 6 tháng Giêng đó nó vừa nổ ra ngày hôm qua vào cái giờ prime time cái giờ vàng là 8 giờ tối giờ miền Đông tức là 7 giờ tối giờ Houston coi như là nó thu hút rất rất đông người ở trên nước Mỹ theo dõi và giới truyền thông, cho dù là có lẽ anh Hoàng Bách cũng đồng ý với chúng tôi là những cái thành phần mà gọi là cuồng Trump thì họ nhất quyết là không nghe, họ dúi đầu xuống cát như trường hợp của các chính khách Cộng hòa và cái đại Fox News. Xin trở lại với anh Hoàng Bách. Dạ vâng. Trước khi đi vào chủ đề ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin một vài cái tin tóm tắt một vài cái tin ngắn gọn thôi tuy là nó không đầy đủ ngắn gọn thứ nhất á, là chúng ta biết là cdc hay là cái quy định của mỹ đó là tất cả khách mà đi vào nước mỹ không cần bây giờ hầu trước á, là vô phải kiểm soát về covid coi thể như thế nào nhưng mà bây giờ tất cả mọi người trên thế giới này đặt chân vào nước mỹ là không có cần kiểm soát về covid 19 nữa đây là cái tin vui, có thể nói là nền kỹ nghệ về du lịch sẽ bắt đầu khởi sát để đem lại cái kinh tế của nước Mỹ. Đó là cái tin vui. Nhưng đây là tin buồn. Theo thống kê cho biết thì ngày hôm nay, à, tháng này đó, thì cái lạm phát nó gia tăng lên tới 8.6. Đây là cái tin buồn cho tòa Tổng thống Biden cũng như dân chúng Mỹ. Một cái tin nữa là Ukraine À, tổng thống uh, zelensky kêu gọi là thế giới cần phải hỗ trợ vũ khí cho ông ta để mà chiến đấu bởi vì vũ khí nga quá uh, cái, nghĩa là hai bên nó không có cân xứng lực lượng với nhau vì bên kia quá nhiều vũ khí ông kêu gọi và cũng uh, phụ tá của tổng thống zelensky cho biết đó là mỗi ngày quân uh, của ukraine đó có thể bị hy sinh từ 100 người tới 200 người đó là những cái tin mà chúng ta thấy nhưng mà trong lúc đó thì người tin của Nga cũng thiệt hại cả hàng trăm 200 trăm người mỗi ngày chứ không có ít không phải một bên à bây giờ thì nói về Á Châu thì chúng ta biết là anh em chúng ta đang nói chuyện ngày hôm nay thì ngay ở Singapore có một cái hội nghị của là Cinderella tại ngay ở Singapore thì à, Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là ông Lloyd Austin à, có tiếp xúc mới đặt chân tới bữa ngang ngày, ngày đầu tiên mà tiếp xúc với <laughs> ông bộ trưởng quốc phòng của trung đàm tức là ông nguyễn phương hòa à, những cái vấn đề cái hồ sơ hai bên bàn với nhau là vấn đề đài loan vấn đề biển đông và vấn đề bắc Hàn nữa thì trong cái thời gian này thì ông lôi ô tin có tiếp xúc với uh, bộ trưởng quốc phòng của việt nam là ông phan văn, uh, dạ, um, um, phan văn giang à thì đây là những cái tin mà chúng tôi có thể tắm được bây giờ thưa quý khán giả để đi vào trọng tâm ngày hôm nay thì ngày hôm qua có lẽ vào 8 giờ hay là 7 giờ ở Hiếu Tinh đó thì quý vị có theo dõi trên các cơ quan truyền thông chính của Hoa Kỳ cơ quan quốc gia đó đều có đưa những cái tin mà ủy ban ngày 6 tháng 1 của Hạ viện Hoa Kỳ họ điều tra họ bắt đầu với ủy ban này bắt đầu là ngày 30 tháng 6 năm 2021 bây giờ tới ngày hôm nay thì coi như là gần 12 tháng thì họ đây là phiên điều trần đầu tiên công khai thì bây giờ đặt câu hỏi với uh, anh nhà Bảo mai loan bởi vì có nhiều người xem nhưng mà có thứ vậy thì cái ủy ban này uh, có gì mới lạ uh, cũng đã gần một, 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 một năm rồi thì lâu lâu là ở báo chí họ có xì ra cái tin này tin kia nhưng mà dưới cái nhìn của anh ngày hôm qua thì anh nói sơ mình tổng quát rồi mình sẽ đi vào chi tiết vậy thì có người nói Nó có gì mới lạ đâu nhưng mà ngày hôm qua là mới lại bởi vì họ chọn cái, cái thời gian đúng cái thời gian mà mọi người đang ngồi điểm à, ngồi ăn cơm tối xem tivi. cho nên cái điều này rất là quan trọng và cái điều mà, mà người ta nói trong cái ủy ban này nói chung đó, thì họ nó cáo buộc Donald Trump là thủ phạm trong cái cuộc đảo chính thì bây giờ qua cái nhà báo Mai nhận xét đó thì có gì mới lạ qua cái cuộc tường trình so với những cái tin mà trước đây rò rỉ từ các cơ quan truyền thông Việt anh dạ vâng cảm ơn anh Hoàng Bách vừa mới trước khi đi vào cái chủ đề chính có mô tả sơ về một số những cái diễn biến thời sự nổi bật nhất trong những ngày vừa qua À, liên quan đến cái um, quyết định của cơ quan CDC đó, đó là coi như là không có bắt buộc uh, những người du khách ở nước ngoài vào Hoa Kỳ phải đi làm thử nghiệm COVID đó thì cái điều này là một cái tin tốt uh, nó bắt đầu có hiệu lực vào ngày uh, chủ Nhật và cái ngành hàng không, du lịch hàng không nó sẽ gia tăng rất cao. Uh, trước đây rồi trong cái dịp mà weekend um, uh, Memorial Day vào cuối tháng năm thì cái con số người đi du lịch trên nước Mỹ trong weekend này lên đến khoảng 11 triệu ngàn người tức là nó gần như con số 12 triệu ba là trước cái đại dịch đó là nó còn có những cái thủ tục mà khó khăn như vậy và nhiều người ở bên ngoài nước Mỹ họ ngần ngại đến cho nên nếu mà rút cái những cái, cái đòi hỏi này thì cái ngành du lịch nó sẽ gia tăng rất nhiều cho dù là giá vé giá vé máy bay đã tăng nhiều hơn so với năm ngoái tuy nhiên điều này không có nghĩa là chúng ta nghĩ rằng là cơn đại dịch nó đã qua đi nó đã triệt tiêu bởi vì song song với bản tin này đó chúng tôi cũng nhận được bản tin cách đây vài giờ đồng hồ cho biết rằng có nhiều cái khu học chính lớn đông dân đông học sinh tại nước mỹ mà có cái em học sinh vào học mùa hè đó họ cũng áp đặt lại là các em đến trường học phải đeo mặt nạ À, để mà tránh cái việc mà lây ngừa um, covid 19 vì những cái biến chủng mới những cái biến uh, chủng mới nó có thể tác động và nếu như là nó ảnh hưởng đến những người nào chưa chích ngừa đó thì nó có thể dẫn đến những cái um, biến chứng nặng vào nhà thương vân vân cho nên trong một trường mực nào chúng ta không có lo sợ Covid như trước đây nữa bởi vì rất nhiều người đã được chích ngừa, chích ngừa hai mũi, chích ngừa thêm booster nữa và có một số người đã bị lây nhiễm rồi thoát nạn được tức là cái cơ thể mình đã có cái kháng thể rồi không có nguy hiểm tuy nhiên cái điều đáng buồn là nước Mỹ cũng còn một cái số lượng khoảng hai ít nhất là hai ba mươi hai chục triệu ba chục triệu người tin theo những cái luận điệu xảo láo của Donald Trump và những chính khách cộng hòa đó nhất quyết không chịu chích ngừa và nếu những người này mà chẳng may bị lây nhiễm bởi những biến thể đó thì họ vẫn tiếp tục có thể bị thương nặng vào phòng ICU và tử vong cho nên hàng ngày chúng ta thấy thống kê cho thấy cái con số những người mà bị bệnh nặng bị covid đó nó không cao khiếp đảm như trước cái con số chết người đó nó không cao như trước nhưng mà nó xảy ra vẫn còn khá 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 cao chứ không phải ít cho nên chúng ta cẩn thận vẫn là tốt hơn bây giờ liên quan đến cái vấn đề um, chính chúng tôi muốn bàn ngày hôm nay là cái cuộc điều trần công khai trước công chúng của cái ủy ban điều tra uh, hạ viện như anh Hoàng Bách vừa mới nói đó là nó đã làm nó đã bắt đầu hơn một năm, gần một năm nay, nó phỏng vấn khoảng độ ít nhất là hơn 100 nhân vật mà liên hệ đến cái vụ này. Cộng với cả ngàn cái phim tài liệu, hàng trăm ngàn trang giấy phỏng vấn nghe tất cả những cái đoạn lấy khẩu cung của từng người đúc kết lại và những cái thông tin đó trong suốt thời gian qua cũng được thỉnh thoảng đưa ra giới uh, truyền thông tường thuật cho quý vị biết một số những cái điểm nhưng cái câu hỏi rằng là Tại sao cái ủy ban này nói rằng là lần này sẽ có những cái thông tin chưa bao giờ được công bố? Chúng ta biết cái cái công việc của cái ủy ban điều tra này là họ phối hợp và thu thập tất cả những cái điều đó và cái nhiệm vụ của họ đó là trình bày cho người dân biết là chúng tôi đã thu thập được những thông tin nào và giờ đây chúng tôi chứng uh, chứng minh cho toàn thể người dân được thấy rõ như vậy cái điều quan trọng đó là bà Lee Cheney là phó chủ tịch của cái ban này nói rằng là cái công việc của chúng tôi đó vẫn còn tiến hành tức là cái chưa có dứt chúng tôi vẫn tiếp tục thu thập những cái dữ kiện những cái lời nói và cái ít nhất là ủy ban này sẽ tổ chức 6 cái phiên điều trần công khai với cái phiên đầu tiên vào tối thứ tối thứ năm hôm qua và ít nhất là năm cái phiên điều trần nữa trong cái tháng 6 này có thể hơn nữa và họ sẽ đúc kết cái bản đúc kết cái bản kết luận cuối cùng vào tháng 9. nói chung đó là giống như anh Hoàng Bách nói là những cái bị uh, điều hành ông Benny Thompson là trưởng ban uh, trưởng ủy ban bà Lin Cheney là phó chủ tịch của ủy ban này đã trình bày rất đầu rất là đầy đủ với những cái câu nói nghĩa là có thể nói là để đời chẳng hạn như là ông Benny Thompson trước khi mà cho chiếu những đoạn phim mô tả lại cái cảnh mà gọi là biến loạn bạo lực kinh hồn đó, ông đã nói rằng quý vị sẽ thấy ở đây không có cái cảnh gọi là đi uh, du lịch của du khách có nhiều người biện minh ồ họ đi cái đó là dân du khách đi vào mà chứ đâu có biết loại gì đâu không hề có chuyện đó và cái người thứ hai nói một câu bất hủ nữa là bà Lee Jenny Bà bắn ra một cái thông điệp Cho những người đồng Việt Những người dân biểu của bà cùng phe dân chủ Mấy lúc này vẫn tìm cách Lật lỏng nói ngược lại Để mà tìm cách bao che cho Donald Trump Để mà chữa cháy rằng là Cái vụ này nó không có nguy hiểm như vậy và nói một câu như thế này nè Đêm nay Tôi nói với tất cả các vị đồng viện của tôi bên phe uh, Cộng hòa mà mấy lúc bấy lúc này đó uh, bao lâu bao lâu này đó cứ bảo vệ cho một cái điều không thể nào bảo vệ được defending the indefensible rằng đến một ngày nào đó thì Donald Trump cũng ra đi nhưng mà cái ô nhục danh dự của quý vị đó nó sẽ vẫn còn tồn tại mãi thành ra đây là lời bắn tiếng cho thấy là mọi sự đều có thể ra đi quên hết Donald Trump sẽ nghĩa là vào nhà đá vào nhà tù hay là rồi chết vì già vân vân nhưng mà cái ô nhục cái ô ế ngàn đời của tất cả những cái vị dân biểu nghị sĩ của đảng cộng hòa bấy lâu nay đó cứ tìm cách bào chữa cứ lật lọng lại những cái lời nói của mình đó là cái điều rất là, là đáng chú ý bây giờ chúng ta có thể rút ra những cái điều gì như anh hoàng bách nói đó là cái cuộc điều trần hôm qua nó cống hiến những cái điều gì mới mà từ trước đến nay chúng ta chưa thấy hay không nó có rất nhiều điều chẳng hạn như là ngày hôm qua người ta được chứng kiến nhiều cái đoạn video từ trên những cái máy hình video trên các vị cảnh sát đang giữ an ninh từ đó hoặc là những cái video gắn trên trong tòa nhà quốc hội đó nó ghi lại toàn bộ tất cả những cái liên lạc giữa các người cảnh sát khi mà bị tấn công nó cho thấy một cái trận chiến hải hùng nó gọi là combat tức là giống như là chiến trận mà gọi là 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 tay đôi giữa mà gọi là sát phạt nhau chứ không phải là một cuộc nổi loạn bình thường ờ, trong ngày hôm qua người ta cũng thấy luôn chính miệng ông Bill Barr, Tổng trưởng Tư pháp dưới thời ông Trump một người cương quyết bảo vệ ông Trump rất nhiều đó, ông nói với lại các uh, uh, người thẩm vấn của ủy ban điều tra đó là mà cái này có thu hình có tuyên thệ nói đúng sự thật thì ông nói thẳng với ông Trump rằng là những cái cáo giác về bầu cử gian lận đó đều là bullshit, dịch nguyên văn đó đều là phân bò cất bò mà thôi chưa bao giờ người ta thấy một ông tổng trưởng tư pháp cúc cung trung thành nói những lời lẽ mà thẳng thừng như vậy để nói rằng để cho thấy tất cả những cái lời mà cáo giác gọi là gian định bầu cử của Trump nó nó tệ hơn cả là láo phép rồi cũng trong cái phiên điều trần lần đầu tiên người ta thấy chính miệng của cô con gái cưng của ông Trump là Ivanka Trump cũng xác nhận luôn là tôi rất kính nể ông um, bò và tôi biết rằng là ông cái điều ông nói là cái điều đúng trong cái đoạn hôm qua trình chiếu người ta cũng thấy luôn là nghe thấy cái lời tường thuật của ông đại tướng Mark Milley, tổng tham mưu trưởng của lực Hoa Kỳ đó cũng kể lại cái chuyện rằng là trong suốt cái thời gian đó đó chỉ có ông phó tổng thống Mike Pence khi mà bị nguy kịch như vậy đó là ông ta gọi thẳng cho cái giới chức quân đội gọi cho cái ông tổng trưởng quốc phòng gọi cho ông tướng nói là hãy đưa quân đội tới hãy đưa lực lượng vệ binh quốc gia để mà giữ gìn trật tự nhưng mà không hề nghe ông Trump lên tiếng gì hết mặc dù đó là trách nhiệm của ông mà đó là ông là quyết quyền trong khi đó thì cái ông Mark Meadows là tránh văn phòng thì đúng hơn là bộ trưởng phụ tổng thống thì tìm cách đảo ngược lại để nói rằng là uh, mình hãy tìm cách nói làm sao cho người ta thấy rằng là hiện thời bây giờ ông Trump vẫn là một người nghĩa là đang điều hành này kia chứ không phải là bỏ lơ cái trách nhiệm như vậy và ông Milley ông 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 đánh giá là đây rõ ràng là cái trò nghĩa là politics 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 tức là toàn là họ lợi dụng cái này cho những cái mưu đồ chính trị thôi và ông nói đây là một cái lời báo động cũng trong cái phiên điều trần hôm qua bà Lee Cheney lần đầu tiên mới cho biết rằng là rất nhiều dân biểu phe Cộng hòa trong đó có ông Scott Perry của tiểu bang Virginia, Pennsylvania đó là sau cái biến cố mà bạo loạn 6 tháng giêng đó là đã thiếu tiết lên tòa bạch ốc để mà tìm cách van xin làm sao cho ông Trump đó hãy in xá trước đi tức là mình chưa bị truy tố cái gì hết mà đã tìm cách in xá rồi tức là từ nó nói lên là, là mấy cái ông thần này biết là cái chuyện mình đã làm bậy rồi và biết cái chuyện bậy đó là cái bệnh bậy rất là tệ hại là phản quốc của rồi cũng trong cái phiên điều trần qua chúng ta lần đầu tiên thấy được những cái đoạn mà trao đổi bên bằng text trên cái điện thoại đó giữa cái anh chàng sướng ngôn viên bình luận gia bảo thủ bữa là San Hannity của này Fox News cùng với cô mà Kelly là phát ngôn viên của tòa bếp để nói lên cái chuyện là anh chàng này nói rằng là u phải đừng có nói chuyện bầu cử gia lĩnh nó dẹp cái đám bạo loạn này đi và cái cô phát ngôn viên tòa Béo nói ừ đúng rồi ông nói rất là đúng cái đó chúng ta phải làm như vậy trong khi ngoài trước công chúng thì họ nói hoàn toàn ngược lại và ngay cả cái anh chàng Jason uh, Miller là cố vấn cho cái chiến dịch vận động của ông Trump cũng là một người cúc cung tận tùy cho đến giờ chót đó cũng nói trước ống kính truyền hình thâu có tuyên thể nói đúng sự thật nó luôn tôi nói với ông Trump bằng những cái từ ngữ nghĩa là thẳng thừng hơn hết rằng là, là ông đã thua và cái luật sư đại diện cho ông uh, Trump là Alex uh, Cannon đó, cũng xác nhận một lần nữa là không hề có một cái bằng chứng nào cho thấy có gian lận tràn lan trong cái cuộc bầu cử để nói rằng là cuộc bầu cử nó đã bị đánh cắp và cũng lần đầu tiên trong cái phiên điều trần ngày hôm qua người ta mới biết được là hai cái tổ chức của những kẻ quá khích cực hữu mang tính chất khủng bố đó là cái nhóm Proud Boys và cái nhóm Oath Keepers ngay trên ống kính truyền hình đó họ khoe khoang rằng là họ kể thật là là ngày hôm đó họ tiến đến cái điện Capitol để mà làm một cuộc nổi loạn đó bởi vì họ tin rằng là cái đó là cái điều ông Trump mong muốn như vậy và họ họ cảm thấy rằng là ông Trump muốn họ làm cái, cái công việc đó nhất là sau khi ông Trump đã từng nói một cái câu như vậy là stand back and stand by trong lúc mà ông đang vận động tranh cử trong cái buổi đấu khẩu tranh luận giữa hai ứng cử viên trong cái thời gian đó ông nói với các thành viên đó là là stand back, là hãy đứng im đó hãy chờ lệnh thì họ coi như rằng là cái đó là cái mật uh, uh, cái, cái 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 dấu hiệu mà ông Trump muốn bắn ra là các anh hãy chờ tôi ra lệnh và cái nhóm này nó rất là hăng hái cho nên sau cái lời tuyên bố như vậy đó thì cái số người mà gia nhập vào cái tổ chức Brown Boy nó tăng lên gấp 3 lần thành ra đó là những thông tin mà trước nay chúng ta chưa hề nghe nói và quả tình đó là những thông tin có thể gọi là bom shell bom nổ là như vậy anh hoàng Bách. Dạ vâng. à, thưa quý khán giả người trước tới giờ quý vị nghe nhưng mà có ba điểm mà anh mai loan vừa nêu lên nổi bật thứ nhất lần đầu tiên ông bill à, ông william ba công khai nói rằng không có dấu hiệu nào là dân lành và ông điều ông tâm nói là nhóm nhí nghĩa là không có chính xác gì bu nghĩa là ông xác nhận đàng hoàng nghĩa là đây là chính miệng ông nói từ trước mình nói ờ thì ông có báo cáo nhưng mà không nghe bằng da bằng thịt bây giờ chính miệng ông phát ngôn ra mà phát ngôn ở đâu phát ngôn đang có lời ông lấy lời khai thì ông người ta thu bằng video cho nên họ chiếu lại bằng video và cái hai cái nhân vật mà quan trọng nhất ấy, mà chúng ta thấy đó là con gái và con rể của ông Donald Trump ông là con gái rượu của ông cho nên ông rất là nghe không nghe ai ông nghe cuộc người con gái và chồng rẽ nữa thì cô uh, ivanka trump ngày hôm qua đó cô cũng xác nhận là tôi tin là tôi tin những điều gì mà ông william Ba nói là đúng tức là bầu cử trong sạch không có gì không có dấu hiệu nào mà dân làng ấy bàn cỡ rõ ràng và chúng ta trong mấy trong những ngày tới đó, thì chúng ta sẽ nghe ông petner là con rể sẽ trình bày tiếp nhưng mà các cái tài liệu vừa rồi có tiết lộ cho thấy đó sau khi mà cái bầu cử mà ngày mùng 3 tới tối ngày mùng 4 sáng ngày mùng 5 đó là ông cách và vợ nuối ông nói chuyện với vợ là phải rời đi tức là đi về nơi ông, ông 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 ông, coi như ông ở Florida trước đây ở New York mà bây giờ về Florida để cho thấy là ông giả từ bởi vì trước khi giả từ đó ông có nói với ông mà mà ông nên Trump là cái cuộc bầu cử đó nó đúng sự thật nó không có gì bố đã thua rồi bố đã thua rồi cho nên không cần nhắc là nhưng rồi ông với Ivanka rời đi thì phải nói là ông kết là người trẻ rất là nhậm ông nhìn thấy cái vấn đề những người mà cố gắng cho ông ông Trump đó, thì muốn duy trì để nói là cái sự dân lặng nhưng mà ông Trump ông có nói rõ ràng là quý vị cứ nói dân lặng cho tôi đi rồi còn lại là tôi sẽ lo những cái chuyện khác thì cứ nói dân lặng cho nên đây là cái thuyết âm mưu nó đưa ra rất là rõ ràng và ông William ba cũng phủ nhận cái điều đó quý vị thấy là nó rõ ràng trước đây ai cũng nói ông Trump nhưng mà không có bằng cớ thì bây giờ đây là thủ phạm con gái mà nói thì ai, à, ai có thể là ông William ba mà ai cũng nói ổng là luật sư cố vấn cho ông Trump nữa luật sư nghĩa là của ông Trump chứ không phải là bộ trưởng bộ tư pháp nữa mọi cái điều mà à, ông Jeff Sessions trước đây cũng vậy và tới ông cũng vậy nhưng mà ông nói từ chức bây giờ bây giờ mới nói thêm một cái điểm nữa ông từ chức vào ngày 20 cái đơn từ chức của ông là ông không chấp nhận là ông Donald Trump nói rằng đây là cuộc bầu cử dân lặng ông không chấp nhận cái chuyện này lần đầu tiên ông công khai ông nói ông đệ đơn từ chức là vì ông cứ nói là bầu cử không có dấu hiệu nào là dân lặng thì ông trump không chịu cho nên buộc làm ông có từ chức và ông rời tòa phải đắp là ông rời chân nụ cấp của ông trump đó là ngày 23 tháng 12 thì để quý vị thấy đây là những cái bằng cớ họ có gì lạ có lạ là chính william bà nói chính con gái ông của của donald trump nói là những cái điều mà xác nhận đó là để quý vị thấy là ai là thủ phạm thì bây giờ biết rõ là đây là những cái điều tôn tính. Anh uh, Mai Loan vừa nói, Oatkeeper và Proud cũng như Stop the Steel là những cái người này mà họ đã chuẩn bị, họ tập trận, à, họ, họ tập bắn súng nữa Họ chuẩn bị cho nên nó có lớp có lan, chứ không phải là tự nhiên mà cái chuyện này. Một, uh, quý vị thấy là ông ra ứng cử thống đốc ở tiểu bang Michigan, thống đốc ngàn tiểu bang Michigan ông này đã tham gia trong cuộc nghĩa là bạo loạn ngày 6 tháng 1 hai tiếng đồng hồ ở trang mà uh, Capitol Hill cho nên ông đang ra ấn tử mà hôm qua FBI là tới mời ông đi tức là bắt ông rồi điều đó chứng tỏ là có nhiều tay gọi là sùng bái trâm đi theo trâm làm tay sai nói rằng ô đây là cuộc bầu cử dân lặng vân 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 để họ đưa cho trâm và trâm nghe những cái điều gọi là gì thuyết âm mưu à, trở lại với anh mời Loan. bây giờ cái câu hỏi thứ hai với anh á là liệu rằng cái cuộc trình bày này có làm cho một số người bên ấn cộng hòa hoặc là một số người dân mà trước đây cứ nghĩ là nè đây là bên ấn cộng hòa họ thống kê chúng tôi không nhớ rõ nhưng mà bốn năm phần trăm họ nói là cuộc bầu cử này là dân lạc. thì anh có hy vọng là cái cuộc tường trình ngày hôm qua nó gửi cái thông điệp đến cho những người cái đầu áp mà họ không mở ra thì làm sao mà họ tin được này anh nghĩ là họ đã công khai ngày hôm qua khá công khai khá tỉ mỉ khá chi tiết thì truyền thông báo chí nêu lên liệu rằng họ có thay đổi cái suy nghĩ họ không trong đó có một số người việt của chúng ta thưa anh dạ vâng à, để mà trả lời cái câu hỏi này đó là chúng ta um, nhìn lại coi là cái cách thức mà điều hành cái cách thức trình bày của cái ban um, cái ủy ban uh, đặc biệt hạ viện này họ làm việc như thế nào uh, bởi vì chúng ta biết rằng là rất khó mà có thể thu hút cái sự chú ý của um, cử tòa người dân khắp nơi trên nước mỹ uh, là họ có, có chịu bỏ cái giờ ra cái giờ vàng để mà xem một cái cuộc điều trần của uh, quốc hội hay không đó là chưa kể trong đêm thứ năm vừa qua đó là cũng có một cái trận cầu playoff về bộ môn uh, hockey nữa tức là cũng thu hút mất đi một số đông người xem và uh, tuy nhiên chúng ta thấy đó là cái 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 cách thức mà trình bày của cái ủy ban này họ làm việc rất là là gọi là tuyệt vời rất là, là xuất sắc cho nên ngay cả cái ông Mulvaney, từng là uh, bộ trưởng phụ tổng thống của ông Trump luôn đó ông còn nói nghĩa là tuyệt vời tức là họ đưa ra những cái hình ảnh từ cái việc họ nối kết hẳn từ việc từ cái bài diễn văn của ông Trump từ ngày 6 tháng giêng để cho thấy là ông kích động cái đám đông rồi sau đó nó có những cái ống kính xem và những cái ống kính cho thấy những cái hình ảnh mà cái đám đông này nó bao vây những cái giới uh, an ninh công, uh, nhân viên công lực giữ um, trật tự tại đây. Rồi uh, họ chiếu một lần nữa những cái hình ảnh mà của cái đám đông này nó đập phá tàn nhẫn một lần nữa nó làm cho người ta nhớ lại cái cảm giác kinh hoàng của ngày 6 tháng Giêng uh, năm đó và cái phần video chiếu cho mọi người xem nó nó cũng nhắc lại một nữa rất là rõ ràng những cái mẫu tweet của ông Trump bắn ra cho những thành phần của cái đám gọi là kích động Brown Boy Boat Keeper đó để kích động họ và cái bọn này đó nó đọc những cái đoạn tweet của ông Trump nó dùng cái megaphone của loa lên nó nói là ông đang nói như thế này nè tức là ông đang muốn chúng ta đó tiến đến đó để mà Tính công cái 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 điều đó cho nên uh, chúng ta nghe được lần một lần nữa tất cả những hình ảnh đó rồi chúng ta người ta cũng thấy luôn lại một lần nữa tất cả những nhân viên trong cái văn phòng của ông uh, Kevin McCurdy trưởng khối uh, phe cộng hòa trên đó đã hốt hoa hốt hoảng chạy ra để mà tìm, tìm nơi an toàn trong thành ra cái điều này nó nhắc cho người ta nhớ lại đó Kevin McCarthy lúc đó đó cũng chỉ trích ông Trump nói rằng là ông ta có trách nhiệm về cái điều này và Kevin McCarthy khẩn thiết kêu gọi mọi người hãy nói ông Trump can thiệp nhưng mà Donald Trump vẫn từ chối cho nên uh, Kevin McCarthy binh vực cho Trump nhưng mà rồi sau này đó là một cái hành động nghĩa là đi ngược lại chính mình nhổ rồi thì liếm lại để biện hộ cho Donald Trump. Cho nên tất cả những cái hình ảnh đó nó để là một cái ấn tượng rất mạnh cho những người nào muốn xem. Cho dù là những người bên đảng Cộng hòa hoặc các chiến khách đó họ cố tình họ không có xem hoặc là họ đánh phủ đầu nói rằng đây là cái đòn uh, tuyên truyền của đảng uh, uh, dân chủ và người ta thấy rõ là cái cái mục đích mà cái ủy ban điều tra này họ họ đưa ra gần như là một cái kết luận mặc dù là chúng ta chưa có cái bản đúc kết cho đến tháng 9 về cái mục đích họ muốn nói cho thấy chứng minh cho mọi người thấy rằng là Trump rõ ràng là cái kẻ chủ mưu là cái kẻ chủ chốt và là một cái mối nguy cho cái nền cái, cái cái nền dân chủ tức là cái lời nói của bà Lee Cheney trong cương vị là phó chủ tịch ủy ban và bà đọc một cái bản cáo trạng thật dài trong cái phần mở đầu gọi là opening statement đó thì bà nói rằng là Donald Trump là một người gọi là rogue mình tạm dịch là một cái kẻ ngủ ngáo như là ngựa trứng và cộng thêm cái gọi là temperamental character, tức là cộng thêm một cái cá tính xúc nổi của ông ta đó, là một kẻ không bao giờ chịu nghe cái lời khuyên của tất cứ một người nào mà không đồng tình với cái, cái nhận định của ông cho rằng là cuộc bầu cử có uh, gian lịch. Nhưng mà cái điều quan trọng là tất cả những thành phần bao quanh Trump đó, kể cả những phụ tá cao cấp nhất, kể cả đứa con gái rượu và hung rễ chàng rễ, kể cả cái ông tổng trưởng tư pháp um, uh, Bill Barr, kể cả tay nhà báo mà binh vực ông ta là San Hannity và kể cả cái cô phát ngôn viên cho đến giờ chót lúc nào cũng ti tue để mà binh vực Trump là Kimmin cũng đều công nhận cái điều đó là không có Ờ, nên tiếp tục nói cái gì về gia lệnh bầu cử hết tại vì nó không hề có gian lệnh bầu cử và quan trọng hơn hết đó là phải can thiệp để mà ngăn chặn lại cái tình trạng bạo động tuy nhiên cái điều quan trọng bà Lee Cheney trong ngày hôm qua bà cũng nói rằng là Trump không hề không hề muốn can thiệp ông ta ngồi bình yên coi xem diễn tiến ông ta liên lạc bắn những cái tweet vô với cái đám mà gọi là cuồng Trump mà bạo lực và ông ta còn la la mắng và bực tức trước những cái phụ tá nào mà đến gọi cho ông nói rằng là ông cần phải làm cái gì đó đi phải lên tiếng để mà kêu gọi đám đông để dẹp đi ông trong suốt cái thời gian đó ông không hề gọi cho ông tổng trưởng quốc phòng để mà đưa cái quân đội đến ông không hề gọi cho ông tổng trưởng bộ nội an để mà đưa cái lực lượng đến uh, an ninh để mà giữ an ninh uh, bản hồi trật tự ông cũng không hề gọi cho ông tổng trưởng uh, bộ tư pháp để mà giải quyết vấn đề ông im lặng như vậy chỉ có một mình ông uh, phó tổng thống mike pence là uh, lo lắng như vậy cho cái sự an nguy của mình cái điều ghê gớm hơn nữa quý vị nghe nè khi mà ông Trump ông ngồi coi trên TV cái diễn tiến như vậy và khi mà ông thấy có những cái đám mà cuồng Trump mà nó vô kích động mà nó đòi tìm ông Mike Pence để mà mà gọi là treo cổ đó tại vì trong suốt cái bài diễn văn trước đó vài tiếng đồng hồ đó ông Trump đã nói rằng là tôi nói là ông Mike Pence sẽ có cái nhiệm vụ đó là đừng có công nhận cái kết quả bầu cử này và nếu ông không làm điều đó tôi rất là thất vọng đó là cái rất nhẹ thôi nhưng trong suốt thời gian bạo loạn đó thì người ta nói rằng là ừ có cái đám này nó đòi treo cổ ông uh, Mike Pence nè thì quý vị biết ông Trump trả lời như thế nào không Ừ, thì hình như là những người mà ủng hộ chúng ta đó nó có cái ý tưởng nó cũng rất là hay đây right. là cái ý tưởng mà gọi là là treo cổ ông Mike Pence và Donald Trump kết thúc như kết cái luật như thế nào Mike Pence deserve it tức là Mike Pence xứng đáng để nhận lãnh cái hậu cái hình phạt gọi là treo cổ thành ra khi nghe cái đó đó chúng ta mới kinh hoàng chúng ta mới kinh hoàng ở một đứa con người làm tổng thống với một người cúc cung phụ tá cao cấp nhất cúc cung tận tụy trung thành với mình trong suốt bao nhiêu năm trời đó nhưng mà chỉ vì không làm cái hành động mà gọi là là, là, là không tuyên bố kết quả xác nhận ông Joe Biden đắc cử đó mà mai mà ông Trump sẵn sàng để cho cái đám đầu lâu mặt ngựa nó treo cổ Mike Pence của việc kinh hoàng vậy không? và điều này nó làm cho chúng ta mới thắc mắc là Mike Pence biết như vậy rồi mà vẫn còn muối mặt sau này đưa ra những lời lẽ biện hộ cho Mike Pence tại trong một chừng mực nào đó nhiều khi chúng ta cũng nói rồi giá như ngày hôm đó để cho cái bọn đó nó vô trong đó nó tóm cổ được Mike pants thì lúc đó nó giờ này đó có lẽ là bà vợ của ông Mai nghĩa là đang coi như là làm lễ dỗ đầu năm của ông ta chứ không phải là lúc mà ông ta còn nghĩ đến cái tham vọng ra ứng cử vào năm 2024 hay không và mà, bây giờ trở lại cái câu hỏi của anh Hoàng Bách đó là cái liệu rằng là có nhiều người dân đó họ sẽ um, tin vào những cái điều đó hay là họ tiếp tục chối bỏ những cái sự kiện là như vậy. Tình ra cái điều quan trọng đó là tất cả các cơ quan truyền thông lớn trên nước Mỹ đó ABC, CBS, NBC... PBS, uh, hai đài cable, CNN, MSNBC đều trực tiếp truyền hình như này. Chỉ riêng có một cái đài duy nhất không trực, không có trình chiếu là đài Fox News và đưa ra đúng cái giờ đó cái chương trình của cái anh chàng Tucker Carlson cộng với lời San Hannity cộng với Laura Ingraham chuyên ra đưa ra những cái thông tin xạo lắm. Thành ra nếu mà chúng ta nhìn một cái màn hình chia đôi một bên là cái đài Fox nó đang chiếu vào giờ đó như thế nào và bên kia là tất cả cái đài truyền hình khác trên nước mỹ đều chiếu đó chúng ta sẽ thấy một cái sự mâu thuẫn hoàn toàn là khác biệt trong khi tất cả cái đài truyền hình trên nước mỹ chiếu tất cả những cái diễn tiến đó và mọi người dân nín thở theo dõi cái đó thì trên đài Fox News Tucker Carlson cũng nói ba lăng nhăng cái chuyện này chuyện nọ vân vân và thỉnh thoảng San Hannity cũng lên đưa ra những cái lời bình phẩm rồi mời trên cái chương trình này những cái diễn giả đến toàn là những tay bữa chẳng hạn như là cái anh chàng Kash Patel một người gốc Ấn Độ đưa vào làm phụ tá tổng trưởng quốc phòng trong những ngày chót Uh, đưa cái anh chàng Stephen Miller, cái anh... <laughs> cái anh chàng trẻ tuổi người da trắng mà rất là kỳ thị sắc tộc, đưa ra những chính sách mà um, bảo thủ kỳ thị uh, liên hệ đến vấn đề di dân hoặc là đưa ra uh, mời cái anh chàng uh, Rand Prebus uh, là một người uh, cũng từng là tránh uh, văn phòng coi như là bộ trưởng phụ tổng thống uh, của um, Trump trước đó thành ra cái vấn đề đặt ra hiện nay đó là người ta thấy rằng là rõ ràng hiện nay có một phần lớn những người dân trong nước Mỹ những người theo đảng cộng hòa đó đúng ra những cái thành phần đó là cần phải nghe để biết là những cái chuyện gì thực sự đã xảy ra trong cái ngày 6 tháng giêng thì họ lại không có chịu nghe theo uh, do cái cái luận điệu do cái thành kiến kiến rồi nó được sự hỗ trợ của đài Fox News cộng với những tay chính khách mà đầu khốn nạn như là Ted Cruz, Ted Cruz nói rằng là tôi chẳng thà tôi ngồi nhìn trên cái bức tường coi cái 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 lớp sơn mà nó vừa mới sơn nó khô đó còn hơn là tôi xem cái đó. Thành ra đây là một cái chỉ dấu cho thấy là cái sự xuống dốc tệ hại của cái nước Mỹ ngày hôm nay khi mà có nhiều người dân đó không có cùng cái nhận định về một cái biến cố lớn nhất kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Mỹ có thể nghe là làm đánh tan đập phá đi một cái thể chế dân chủ lâu đời. Xin trở lại với lại anh Hoàng Bách. Anh có nghĩ là qua cái sự trình bày tối hôm qua của bà Li Cheney mà bà gửi cái thông điệp đến cho những người đồng viện của đảng cộng hòa, bà có nói là Trâm tới rồi Trâm đi, tổng thống tới rồi đi, nhưng mà tổng thống ông Trâm cũng sẽ đi thôi. Nhưng mà các bạn là những người lấy cái hiệu quả để làm một cái di sản mà lịch sử sẽ ghi dấu vào những các bạn thì cái điều này cái di sản là gì cái di sản là đi theo nịnh trâm à, như rim đột đinh hay là những cái người đó thì mình thấy mo 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 là những cái người toàn là đi theo trâm uh, hoặc là kevin mccarthy lúc đầu thì chống trâm lúc đầu là lên tiếng thấy sợ quá Quảng sợ quá không biết quá thì quảng sợ gọi điện thoại rồi uh, bây giờ nó có những cái clip thu lại hết thành bây giờ có điều mà Kevin McCarthy không thể chối cãi được mà cái di sản ông để là gì để đi theo tâm mà đi theo để trà lập cái hiến pháp mà đi theo làm gì bây giờ dưới cái nhìn của anh á, liệu rằng những người đó hay là mình nói một cách khác á, là một số người việt cho tới bây giờ vẫn còn à, ca tụng vẫn còn là qua là vận động ủng hộ tài chánh và cái này cái kia hoặc là những người của trong thì anh muốn nói cái điều gì qua cái sự kiện đó chúng ta không thể chối cả được khi mà ở trước đây mình nói không có bằng cớ nhưng mà bây giờ của ủy ban họ có đầy đủ họ đã trên 700 người đã bị bắt rồi trên một ngàn cái cuộc phản vấn à kể cả những cái trang tài liệu có đầy đủ hàng mấy chục ngàn trang tài liệu đầy đủ thì nó có bằng kết cụ thể không thể nói là nó có sách mắt có chứng đó thì anh có hy vọng là những người việt của chúng ta đó những người việt mà anh thấy tới giờ này đó họ còn ừ. tin tưởng đó, thì anh nghĩ là họ có thay đổi không? Dạ vâng, đây là một cái câu hỏi um, khả lý thú um, chúng ta khó lòng đặt cái câu hỏi đối với người dân Mỹ uh, trong cái bối cảnh là cái, cái cái xã hội và chính trường nước mỹ nó phân hóa cùng cực rồi nó bị ảnh hưởng bởi những chính khách uh chúng tôi biết chắc chắn rằng là các chính khách phe cộng hòa như trường hợp ông uh, Kevin McCarthy, trường hợp của ông Ted Cruz uh, hay nhiều người khác họ biết rõ ràng là Donald Trump là cái kẻ lừa dối, cái kẻ là cái kẻ khốn nạn nhưng mà đa số những cử tri mà gọi là cuồng Trump hiện nay đó cái trình độ hiểu biết của họ nó vừa thấp là một thứ hai nữa là họ đã cuồng rồi họ có thành kiến rồi cho nên họ đã nhất quyết uh, đi theo con đường đó giống như là phóng lao phải theo lao thì các vị uh, chính khách này đó thì họ uh, vì uh, họ mờ mắt bởi cái quyền lợi rồi họ biết rằng là uh, họ phải nói theo như vậy để họ mong được uh, uh, đắc cử trong cái vòng bầu cử sơ bộ và nếu mai đây mà Trump có vô nhà tù hay cái gì chẳng nữa đó thì họ sẵn sàng nghĩa là lên án Trump nhưng mà cho đến thời điểm này đó thì họ không dám làm cái điều đó Thật ra họ là những người nghĩa là uh, lật lọng rất là dễ dàng chỉ vì quyền lợi của họ thôi mà họ không có nghĩ đến cái cái di sản lâu đời giống như là bà Lee Cheney nói đó là cái mà gọi là ô ế ô nhục danh dự của vị nó sẽ vẫn còn, còn tồn tại mãi Ờ, trước khi mà trả lời tiếp uh, cho anh um, Hoàng Bách về cái, cái nhận định của tôi đối với những người Việt cùng Trump đó, thì cho phép chúng tôi bổ túc thêm những cái điều này để quý vị uh, nhớ bà Lee Cheney đã nói là cái phiên họp điều trần cái phiên điều trần ngày hôm qua đó là cái phiên đầu tiên mà thôi chứ không phải là cái cái phiên điều trần duy nhất nó còn nhiều cái nữa ừ, cái phiên kế tiếp là ngày thứ hai tới 13 tây tháng 6 vào ngày thứ hai thì họ sẽ cho biết Uh, những cái chi tiết cho thấy rằng là uh, Trump là uh, tìm cách nghĩa là uh, lật ngược thế cờ tìm cách đánh cắp cái cuộc bầu cử này mặc dù là anh ta đã đã biết thua rồi nhất là ông ta biết là trong 62 vụ kiện uh, là đã thua 61 vụ kiện rồi và uh, họ sẽ đưa ra những cái cái cái, cái 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 chi tiết như vậy rồi đến cái phần, uh, điều trần thứ ba vào ngày thứ tư tuần sau là ngày 15 tháng 6 đó thì họ sẽ đưa ra những cái chi tiết cho thấy rằng là trump lên kế hoạch uh, để mà thực hiện cái mưu đồ này bằng cách là anh ta muốn đổi thay đổi những cái chức vụ cao cấp trong bộ tư pháp đưa ra những cái tay mà phò trump mình để mà có thể um, ảnh hưởng lên những cái uh, kết quả của những cái tiểu bang mà trump thua như trường hợp của uh, uh, georgia nhưng mà rồi khi mà những cái vị viên chức cao cấp của bộ tư pháp đó họ đưa ra cái lời hăm dọa rằng là họ sẽ đồng loạt tùy chức thì trump mới thôi rồi sau đó là ngày thứ năm là sẽ có và thêm một ngày nữa là cái phiên điều trần đó sẽ đưa ra những cái bằng chứng cho thấy là Trump và những đồng minh đã áp lực Mike Pence trong suốt cái thời gian đó đảo lộn cái kết quả chẳng hạn như là luật sư Isman đưa ra những cái kế hoạch vân vân và sau cùng đó thì như bà Lee Cheney cho biết đó là họ vẫn tiếp tục điều tra và đến tháng 9 thì họ mới đưa ra cái bản đúc kết sau cùng thành ra chắc chắn là cái việc này đó nó sẽ được người ta nhắc đến để cho người ta hiểu được cái bộ mặt của Donald Trump và những cái tay mà chính khách cùng tham dự vào cái mưu đồ đó như là anh hoàng bách nói uh, uh, anh chàng scott Perry anh chàng uh, um, uh, mowbruck uh, trước đó có thể là đã toa rập dẫn dắt mấy cái tay đó đi ngày 5 tháng giêng đó đi vô vào tòa, uh, quốc hội để xem những cái điểm nào mà có thể tấn công vân những tay đó là những tay cũng tòng phạm luôn cho nên bọn chúng mới tìm cách uh, sau cái ngày đó đó uh, chạy tới để xin ông Trump đó hãy ban cái lệnh ân xá của tổng thống đi để sau này có bị truy tố thì là mình thoát nợ thì chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái hành động tự tố cáo cho mọi người về những cái, cái 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 chuyện như vậy thành ra đây là những cái cái cái, cái sự kiện những cái diễn tiến mà chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi trong những ngày tháng sắp đến liên quan đến vấn đề việt nam có rất nhiều người việt nam uh, vẫn còn mù quáng tin Trump. quý vị mấy ngày hôm nay quý vị lên trang facebook có nhiều vẫn tiếp tục cầu nguyện chúa hay phò hộ cho tổng thống trung của chúng ta vân vân rất nhiều người việt nam thì thường thường họ không có hiểu rõ cái, cái cái cội nguồn, họ không có cái khả năng đọc tiếng Anh, có rất nhiều người uh, ở bên Mỹ này, ở đây lâu năm có cả những Tây mà gọi là viết bài ca tụng xong cũng không có hiểu rõ tiếng Anh nữa họ không có đủ cái khả năng cái ngôn ngữ để ngồi xem một cái chương trình uh, uh, điều trần 2 tiếng đồng hồ như vậy mà họ nói rất là nhanh như vậy cho nên họ không có hiểu vấn đề đó rồi họ bị uh, thiên kiến rằng đây là những cái đòn uh, ồ, chúng tôi biết rồi, đây là những cái đòn lại tính công trung thế này cái thế nó không có nghe, họ không có hiểu được. Cho nên họ tiếp tục một mù quáng mà tin theo cái điều đó. Nhưng cũng có cái điều đáng nói đó cũng có nhiều người uh, trong cái giới truyền thông tại Hoa Kỳ cũng như là nhiều cái nhà gọi là nhà tranh đấu cho tự do dân chủ ở Việt Nam nhà đối kháng đó họ cũng có khả năng hiểu biết nữa nhưng mà không hiểu trong thời gian qua tại sao mà họ cứ cứ mù quáng và chạy theo Donald Trump một phần cũng vì họ leo lên lưng ngựa họ nghĩ rằng là cái chiêu bài mà Trump nói rằng đánh tàu đánh Trung cộng đó, nó thỏa mãn cái 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 thị hiếu cái mong muốn của người dân uh, Việt Nam cho nên họ lừa theo cái 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 chiêu bài đó cho họ mù quáng rồi đi theo nhưng mà dần dần rồi họ không thể nào chối bỏ được cái sự thật đó ngay cả những người dân bình thường ở, ở trong nước ở Việt Nam nó họ đọc tin họ cũng biết như vậy ngay cả những cái tờ báo mà, của nhà nước ở trong nước tờ tuổi trẻ tờ thanh niên tờ này nọ kia họ viết mấy cái bài mà mà gọi là mà tóm tắt tin tức bình thường Mỹ đó họ vẫn đưa ra những thông tin cho thấy là Trump và những cái phụ tá của họ là những kẻ dối trá những kẻ lừa gạt chứ không phải là là hoàn toàn là họ họ binh vực họ ca tụng Trung nhưng mà có nhiều người trong giới truyền thông tiếng Việt ở trong ở, ở nước Mỹ hoặc là hải ngoại đó họ vẫn nghĩa là bán rẻ lương tâm họ vẫn uh, mù quáng ca ngợi uh, Trump giống như những cái tay ở trên Facebook xạo láo từ trương quốc huy từ um, À, trần nhật phong từ trần mai cô và à, tệ hại nhất là những người có uy tín trước đây như là cái gọi là chuyên gia kinh tế nguyễn xuân nghĩa hoặc là ông nguyễn văn khanh là à, cụ trưởng ban à, việt ngữ đài à, á châu tự do V vân mặc dầu trong thời gian gần đây đó thì ông nguyễn văn khanh đã coi như là đảo ngược lại và đã lên tiếng chỉ trích ông những việc làm của ông Trump chứ không phải chỉ trích ông Trump và mới đây nhất cái cái cái, cái video mà chúng tôi mới coi trong ngày hôm nay đó thì ông Trump ông, ông, Nguyễn Văn Khanh xác nhận một cách công khai rằng là tôi là người đã ủng ủng hộ bỏ phiếu cho ông Trump hai kỳ trong năm 2016 và 2020 và tôi đã ủng hộ ông rất nhiều nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi phải nói rằng là ông Trump là một người tệ hại ông cha đạp hiến pháp ông là thế này thế này kia thì đây là một cái, cái 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 hành động cho thấy người ta bắt đầu đến một lúc nào đó họ cũng phải thức tỉnh. đến lúc nào họ cũng biết là mình không thể nào mình mù quáng, mình giả dối để mà mình che đậy những cái sự thật đó. Cho nên mình phải chấp nhận cái cái cái, cái sự thật không thể che đậy được. Mặc dầu rằng là ông Khanh vẫn còn biện minh một cách nghĩa là gượng gạo nói rằng là có hai con người Donald Trump, một con người rất là tệ hại như chúng ta đã thấy và một cái con người Donald Trump làm việc rất tốt, là một cái ông Donald Trump với cái chủ trương gọi là America First nhưng mà theo nhận định chúng tôi tôi chúng tôi cho rằng đó là một cái hình thức ngụy biện mà thôi à, đối với Donald Trump không hề có cái gì gọi là America First đối với Trump Trump chỉ có Trump First mà thôi cái chiêu bài America First nước Mỹ trên hết chỉ là một cái lối lừa gạt mỹ dân để cho những cái kẻ mà ít hiểu biết đó, nghĩ rằng là Donald Trump lo cho nước Mỹ cho nên bất chấp cái thành phần di dân bất chấp các đồng minh bên Á Châu hay bên Âu Châu vân vân những nghĩ đó cho nên chúng tôi ủng hộ thật sự ra Trump không có quan tâm đến nước Mỹ Trump chỉ quan tâm đến gia tài của Trump đến con Trump con gái con trai con rể vân vân và người ta lấy cái thí dụ như nhất là những người Việt Nam mà mù quáng thiếu hiểu biết cùng Trump nó nói rằng là tôi ủng hộ ông Trump bất chấp là ông nói dối 30.000 lần tại vì ông đánh thằng tàu là được rồi nó đánh thằng tàu sức bất sang bang tập cận bình mà nó sức bất sang bang là tôi mừng rồi cho dầu có phải trả giá nào cũng được hết đó nên Trump không hề đánh thằng tàu những cái chính sách áp đặt thuế uh, uh, hàng nhập cản từ biến tàu sang nó có đem lại cái quyền lợi cho nước Mỹ không? Không hề đem lại quyền lợi gì hết. Nó gây cái thiệt hại khi cái nước tàu đó, nó phản công nó cũng đánh thuế nhập cản của cái hàng nông nghiệp của rất nhiều tiểu bang xuất cảng đồ nông phẩm như là Iowa, như là Georgia, bên v Đến nỗi là những cái giới farmers, những giới nông gia tại đó treo mỏm, không bán được hàng và Donald Trump và phe Cộng hòa sợ rằng cái giới đó nó sẽ đi bầu cử, nó sẽ lật đổ cho nên Donald Trump phải chi ra hai cái đợt trợ cấp tổng cộng là khoảng gần 30 tỷ đô la để giúp cho những cái giới nhà nông đó có tiền để mà họ không có bất mãn. Tức là sao? 30 tỷ đó là tiền của chúng ta, tiền của người dân Mỹ để mà trang trải cái đó. Rồi khi mà tăng cái giá thuế hàng nhập cảng vô, nó khiến cho những cái công ty mà nhập cảng vào phải gồng mình chịu cái đó. Và một phần nữa là cái giới tiêu thụ vẫn còn cần cái hàng tiêu thụ đó. họ Có những cái, cái hàng mà nó phải nhập cảng từ bên tàu là tại vì từ bao nhiêu năm nay đa số cái hàng hóa phải nhập rồi. Cho nên họ vẫn phải xài, họ phải gồng mình, họ trả tiền ra. Thành ra nói chung nó làm cho đại đa số người dân và các công ty Mỹ phải gồng gánh chuyện cái đó chỉ riêng cha con của Donald Trump là tiếp tục được hưởng lợi khi mà chúng ta biết vợ chồng Ivanka và Jared có nhiều cái cái công ty làm ăn ở bên tàu rồi được cái chính quyền của tập cận bình đã cấp cho những cái bao tăng những cái bằng mà gọi là, mà là sáng chế để mà độc quyền trong mấy chục năm trời sau này đó cho dù là thay đổi chính quyền đó, cả công ty đó vẫn tiếp tục kiếm lời thành ra nói tóm lại đối với Trump chỉ có Trump First mà thôi chứ không hề có cái gọi là America First xin trở uh, lại với lại anh uh, Hoàng Bách ạ à. Dạ vâng à, khi nãy thì anh Mai Loan có nêu lên là một số người ở trong ở trong nước đó, vẫn còn tin vào Trump thì chúng ta biết là vừa tuần vừa rồi chúng tôi có nói chuyện với chị Thảo Phạm trong cái chương trình chị có nói là những người mà gọi là nhân danh nó đấu tranh cho dân chủ mà còn đi vào trong là dân chủ giả kỳ tức là những người này theo danh từ nó cho nó tự sướng tôi nói không nhưng mà họ không có cái suy nghĩ sâu sắc như vậy thì làm sao mà nó đấu tranh khi nói đấu tranh tức là mình cầm ngọn cờ mình kêu gọi người ta cho nên những cái điều đó qua cái sự kiện mà chúng ta thấy là bốn năm của Donald Trump đã làm cho cái phong trào chống uh, cộng sản hai uh, đội dân chủ uh, ở trang vòng ngoài nước bị phân hóa rã rời lý do là ngay trong nội bộ của họ đã có, có sự mâu thuẫn với nhau tranh luận với nhau rồi không đồng ý với nhau một số người, người nhân danh là lãng phái thì cũng bị hết anh biết là một số có gọi là cộng đồng à, hải ngoại cũng cũng bị cái tình trạng đó à, mình ra thông báo kêu gọi ủng hộ rồi thế này thế kia thôi bây giờ làm sao mà mình nói cái chuyện ngược lại à, cho nên khi mà nó đi đấu tranh chúng ta phải biết một điều là đoạn nào chúng ta cũng ủng hộ ấy, bởi vì không đoạn này thì đoạn khác. Còn nếu chúng ta ủng hộ thì chúng ta âm thầm, không bao giờ viết ra một cái văn thư thông báo, thông tư kêu gọi hỗ trợ ông này ông kia. Nhưng mà khi tới người khác họ lây thì làm sao anh nói là bây giờ hỗ trợ cho cái vấn đề dân chủ Việt Nam rất là khó. Chính vì vậy cho nên những người mà đấu tranh chị Thảo phạm nói chúng tôi rất là đắc ý là những người đó là nói dân chủ nhưng mà đấu tranh dân chủ theo kiểu giả cài bây giờ thì à, thời gian của chúng ta cũng à, không còn nhiều à, qua cái sự kiện đó thì à, anh Melon vừa nêu lên đây là cái cuộc mà gọi công khai đầu tiên vào ngày mùng tức là ngày hôm qua và tiếp tục ở trong những ngày tới trong tháng này thì ít nhất là sáu cái lần như vậy thì đây là cái lần đầu tiên đã qua và còn lại là ít nhất là năm lần nữa thì chúng ta chưa biết sự kiện gì xảy ra xảy ra nhưng mà À, rõ ràng là những cái nhóm như là Oskipper hay là Proboy bốn người ở bên Proboy đã uh, nhận tội là vi phạm luật pháp và đã sai lầm thì họ đã nhận tội và bị cái án cũng như Oskipper uh, cái nhóm World Stop Your Steel và cũng vậy thì tất cả những cái sự kiện này thì chúng ta thấy là càng ngày đó thì chúng ta rõ nát thành cái lời mà chúng tôi cũng nghĩ là không sao người người mà nói sai mà biết phục thiện nó xin lỗi mình cái điều đó mình sai không thì thôi đó là người lương thiện đó là người tử tế bởi vì trên đời này không ai có biết mọi thứ hết nhưng mà khi mình biết cái sai đó thì mình phục thiện mình xin lỗi à, và mình trở lại để mà cùng lắm ta với nhau làm một cái chuyện gì đó đóng góp cho đất nước hoa kỳ thì rõ ràng qua cái sự tình bàn ngày hôm qua thì quý vị thấy là cái thủ lãnh hay là cái người đầu nổ là chủ mưu là thủ phạm đó thì không ai khác hơn là Donald Trump. Thì bây giờ đây là cái ủy ban điều tra mà trong những ngày tới thì quý vị sẽ thấy rõ ràng cụ thể đây là cái sự kiện có thật và qua những cái bằng cớ, qua những cái text, qua những cái email, qua những cái lời nhắn, qua những cái clip đều rõ ràng hết. Thì bây giờ mời anh Milo kết thúc chương trình thứ anh. Dạ vâng à, trước khi kết thúc cho phép chúng tôi bổ túc thêm một cái chi tiết nữa là sau qua cái phần trình bày uh, ngày hôm qua của cái ủy ban điều tra đó thì chúng ta nghe được cái lời khai của hai nhân chứng sống có mặt là cái cô um, cảnh sát uh, Caroline Edwards và cái người quay phim là Nick Quested uh, cái cô uh, cảnh sát này là cái người trong số uh, những nhân viên cảnh sát bị tấn công đầu tiên bị té đập đầu xuống đất một lần ngất xỉu rồi sau đứng dậy để mà tiếp tục mà giữ an ninh nữa và cũng bị chấn thương ở bên não vẫn còn đang điều trị cùng lúc với cái ông cảnh sát mà Nick cái ông mà bị bị chết bị bắn chết À, chúng ta nghe được và chúng ta thấy được những hình ảnh là nó kinh hoàng ghê gớm lắm và họ những cái lời lẽ mà chúng ta nghe họ thuật lại đó là chúng ta bị nó tràn ngập rồi và nó tấn công dữ dội lắm họ nói rằng là chúng tôi nhân viên công lực cảnh sát đã không có được huấn luyện mà gọi là đánh trận cái kiểu như vậy chứ và thành ra cái điều này để nó giải thích hóa giải những cái luận điệu sai trái dối trá của nhiều người nói rằng là không hề có vụ tấn công thậm chí còn có những thành phần cảnh sát đã mở rào ra để cho nó bọn nó vô như vậy rồi cái ông uh, quay phim là Nick Quest, ông này thật sự ra là ông đã thực hiện cái cuộc quay phim đó từ mấy tuần lễ trước rồi và ông đi theo với cái nhóm Proud Boy để mà phỏng vấn rất nhiều. Và ngày hôm đó đó ông đi theo cái nhóm đó thì ông thấy rằng là cái nhóm này đó nó không có ở lại nó nghe cái bài diễn văn đâu. Nó nó đi thẳng tới cái điện Capitol trước khi mà cái 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 cái, cái, cái ông Trump bắt đầu bài diễn văn tức là nó đi nó đi coi như là cái lực lượng tiên phong nó mở đường ra nó dọn đường ra cho nên một lần nữa đây là những cái điều mà để uh, phản biện lại những cái lập luận những người là binh vực nói rằng là làm gì mà có chuyện nổi loạn người ta tới đã nghe bài diễn văn rồi sau đó người ta uh, cùng đồng lòng ủng hộ đi như vậy chỉ có một vài thành phần uh, lẻ tẻ nhảy vào xé rào vân vân tất cả những cái thành phần đó đều là một cái 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 sự mà đã có toàn tính Thành ra giống như là ông dân biểu Benny Thompson chủ tịch của Ủy ban uh, điều tra họ nói rằng là quý vị cái gì mà quý vị chứng kiến nó rõ ràng là một cái kế hoạch được phối hợp coordinate đàng hoàng và những cái đó nó nó được đưa ra hình ảnh của ông um, uh, uh, ông quay phim đó, uh, Nick Quest đó ông chứng kiến những cái điều đó cho nên đến giờ này chúng ta mới biết được những cái điều đó và có nhiều và họ cũng quay phim những cái đoạn mà những cái anh chàng cái anh chàng thủ lãnh của Brown Boys là Enrique Tayo lúc mà xảy ra cái chuyện nó bắn cái text ra như vậy để nói để khoe khoang là make no mistake we did this tức là không có gì nghĩa là là sai trái hết chúng ta đã làm được cái điều này coi như là khoe khoang một cái 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 cái, cái, cái chiến công một cái chiến tích uh, lúc uh, ban đầu như vậy cho nên đó là những cái điều mà chúng ta thấy rất là đáng 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 chú ý để chúng ta tuy nhiên cái điều quan trọng đó là chúng ta cần biết đó là cái ủy ban điều tra này họ đã bỏ gần một năm trời điều tra hồ thu thập biết bao nhiêu cái lời khai hàng nghĩa là trăm ngàn cái hồ sơ giấy bằng chứng tài liệu vân vân nhưng cái công việc điều tra của họ chưa có dấm chấm dứt theo lời như bà Licini uh, uh, cho biết và nó là cuộc điều tra chúng tôi vẫn còn tiếp tục cho nên uh, chúng tôi muốn cho người dân biết rằng là tất cả những cái thông tin mà chúng tôi sẽ công bố sau này đó chúng tôi vẫn tiếp tục uh, uh, thu thập và bà cũng bắn cái tin luôn là hiện nay đó văn phòng bộ tư pháp hoa kỳ đó những điều tra viên họ đang tiếp tục điều tra về cái điều này họ phối hợp với những cái thông tin của cái ủy ban điều tra này để họ xem phân tích những cái những cái những cái mà gọi là lời liên lạc lẫn nhau giữa những người liên hệ đến trong cái cuộc tấn công này và những cái kẻ mà gọi là âm mưu đưa ra gọi là bầu cử dối trá vân vân thành ra cái điều này nó có thể cho chúng ta biết là có thể sẽ có những cái thông tin mới lạ nữa sẽ được khui ra trong những ngày tháng tới và cái um, ủy ban này đó họ ủy ban điều tra này họ sẽ tiếp tục đưa ra những cái thông tin gọi là 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 bom nổ như vậy trong suốt cái mùa hè này giữa lúc cái cuộc bầu cử ừ, giữa nhiệm kỳ đó nó sẽ diễn ra vào tháng 11 và đó là những thông tin cần thiết để cho người dân có thể biết được trước khi bước vào phòng phiếu và lựa chọn cho những người chính khách đại diện cho người dân cho cái thời gian tới xin trở lại với anh Hoàng Bách và qua sự trình bày của nhà báo Mai Loan, chúng tôi xin khép lại là chương trình ở đây. Chúng tôi cũng kêu gọi quý vị hỗ trợ bằng cách là quý vị subscribe, like và share chương trình và gửi cho bạn bè và thân hữu. Bởi vì cái chương trình này là người thật việc thật và nó tất cả những cái điều mà có chứng cứ, có bằng cớ chứ không phải là nó khơi khơi à, và chúng tôi hy vọng rằng đây là chuyển tải những cái thông tin mà chúng ta cùng bảo vệ cái nền dân chủ với nhau của nước mỹ cũng như là à, xuyên dương những cái điều mà gọi là tôn trọng nhân quyền và dân chủ à, khắp mọi nơi đó là cái điều thao thức của chúng tôi thành ừ. chúng tôi hy vọng là quý vị hỗ trợ và tiếp theo đây thì chúng tôi và nhà báo Mai Loan xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật là bình an ấm cúng bên gia đình và người thân và xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới mời anh Mai Loan dạ vâng xin kính chào